Xin chào các bạn, hôm nay đại lý Toto Tuấn Đức chúng tôi xin hiểu các bạn cái mẫu bồn cầu thông minh điện tử của Toto thì là phân khúc cao cấp thuộc vòng Neores NX2 của Toto. Bồn cầu có mã hiệu là CS901KVT và cái bồn cầu này là cái bồn cầu thông minh có cái kích thước dài là 80 cm và rộng là 47 cm và cao là 56,5 cm. Bồn cầu này thì nó có cái bảng điều khiển bằng remote và nó mã Niken M. Bồn cầu này thì nó được xuất xứ tại Nhật Bản. Đó, đây là cái bảng điều khiển của nó các bạn. Và cái thanh này thì các bạn phải mua riêng nhé. Thanh treo của cái remote phải mua riêng. Và cái bồn cầu này thì nó là cái bồn cầu thông minh có các cái công nghệ cao cấp nhất của Toto, như là công nghệ tự động xả nước hoặc là công nghệ tự động rửa. Và có cái đặc biệt là nó có cái công nghệ sinh thái hai burst là kháng khuẩn ở trong lòng bàn cầu. Và bồn cầu này thì nó có thiết kế thân kính và vành kính và nó sẽ tự động phun sương làm sạch bồn cầu khi mà chúng ta sử dụng không sử dụng đến. Đó. Và bồn cầu này thì nó xả xoáy và nó được thiết kế rất sang trọng và khi mà xả thì nó sẽ không gây tiếng ồn. Đó. Và hiện tại thì cái mẫu này nó có rất nhiều tính năng đặc biệt hơn nữa. Nếu mà các bạn cần thêm chi tiết sản phẩm có thể liên hệ vào số điện thoại hotline, chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn thêm kỹ hơn. Đó. Và cái mẫu này hiện tại thì đang được bán tại đại lý Toto Tuấn Đức. Nếu các bạn cần mua sản phẩm này có thể liên hệ vào số điện thoại hotline bên dưới hoặc là truy cập website tdm.vn. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.